Mang thai là hành trình kỳ diệu nhất của người mẹ. Tuy nhiên, đây cũng là thời kỳ các mẹ bầu phải đối mặt với muôn vàn nỗi băn khoăn và lo lắng. Với phương châm mang lại những điều tốt đẹp nhất cho mẹ và bé, các ông bố bà mẹ sẽ được trang bị những kiến thức tốt nhất, tự tin đón con yêu chào đời. Khi tham gia lớp học tiền sản tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc, khóa học sẽ chia 2 lớp dành cho mẹ mang thai từ tháng thứ 3 và tháng thứ 8, được giảng dạy trực tiếp bởi điều dưỡng trưởng của bệnh viện và đội ngũ các điều dưỡng giàu kinh nghiệm. Tại lớp học tiền sản dành cho mẹ mang thai từ tháng thứ 3, các mẹ bầu sẽ được giới thiệu chế độ dinh dưỡng, các loại vitamin cần bổ sung trong thai kỳ để bé phát triển khỏe mạnh. Đặc biệt, các giáo viên sẽ giúp mẹ bầu có sự chuẩn bị tâm lý khi mang thai và sau sinh, hướng dẫn vệ sinh thai nghén và tiêm phòng đầy đủ, nắm được những dấu hiệu bất thường khi mang thai để đảm bảo an toàn cho mẹ và bé. Bên cạnh đó, các mẹ bầu cũng được hướng dẫn và tư vấn các dịch vụ làm đẹp hướng tới hình ảnh người phụ nữ hiện đại, luôn khỏe mạnh và tự tin, xinh đẹp ngay cả khi có bầu và sau sinh, hướng dẫn các bố thực hiện massage cho mẹ bầu tại nhà. Với lớp học tiền sản dành cho mẹ mang thai từ tháng thứ 8, mẹ bầu sẽ được biết các dấu hiệu chuyển dạ, nắm được những kỹ thuật thở trong khi sinh và chế độ nghỉ ngơi hợp lý, phù hợp với mẹ và bé. Mẹ bầu cũng được hướng dẫn cách cho bé bú để nuôi con bằng sữa mẹ đúng cách, an toàn và hiệu quả. Đồng thời, tham gia lớp học tiền sản tại Bệnh viện Thu Cúc, các ông bố bà mẹ tương lai còn được thực hành tắm và chăm sóc bé sau sinh, cách quấn tã, thay bỉm, rửa vệ sinh vùng kín cho bé. Tham gia hai lớp học dành cho mẹ mang thai từ tháng thứ 3 và tháng thứ 8 sẽ giúp cho mẹ bầu có đầy đủ kiến thức, tự tin suốt quá trình thai nghén. Tại Thu Cúc, các lớp học tiền sản được trang bị đầy đủ, hiện đại, giáo trình khoa học. Mỗi lớp có tối đa 10 mẹ bầu sẽ đảm bảo cho các mẹ đều được thực hành và nắm được kiến thức cần thiết. Với sự hướng dẫn, tư vấn của nhiều bác sĩ sản phụ khoa và chuyên gia hàng đầu tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc, chắc chắn sẽ mang đến cho các ông bố, bà mẹ những kinh nghiệm thiết thực, ý nghĩa để hành trình chào đón con yêu dễ dàng và ngọt ngào nhất.